Anh chị vừa vừa nghe bạn Hoàng Thanh chia sẻ với anh chị về em về 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 phần mục tiêu đúng không ạ? Lên mục tiêu trong ngày. Cái lên mục tiêu có quan trọng không các anh chị? Anh chị nào mà thấy cái phần lên mục tiêu nó rất là quan trọng thì anh chị nhắn giúp em tím một nhé, đồng thời em test mic luôn được không ạ? Ok, cảm ơn các anh chị. Em đã nhận được rất nhiều cái số 1 của các anh chị rồi. À, cảm ơn MC Mục Tiêu một lần nữa. Cảm ơn MC Mục Tiêu. Rất là hay đúng không các anh chị? Cuộc đời thì ai cũng phải có mục tiêu bé hay là mục tiêu lớn thì đều phải có mục tiêu hết đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại đồng hành với nhau về cái sản phẩm của Kuchen, các cái đồ gia dụng Kuchen. Nhưng mà ngày hôm nay là một cái chương trình nó rất là đặc biệt bởi vì chúng ta sẽ chào đón một cái người mà em nghĩ là bạn ấy sẽ đặt rất là nhiều mục tiêu mà sẽ chia sẻ cái bí quyết để tất cả chúng ta cùng có một cái chiến lược mới đúng không ạ? Cùng cùng tham cùng xem ngày hôm nay chúng ta cùng xem một cái bí quyết mà để giúp bạn ấy cực kỳ thành công ở Kuchen nói riêng và Roppi nói chung. Thế thì chúng ta biết là cái hàng gia dụng Kuchen ấy là nó không có nhiều đúng không các anh chị? Nếu mà chúng ta nhìn ở trên kệ Roppi thì nó không có nhiều. Ví dụ như chúng ta chỉ có máy giặt này, máy rửa bát chén này, rồi nồi cơm điện này, máy ép chợ, máy làm sữa hạt, các cái máy xay đa năng, robot hút bụi, rồi nó chỉ có một số cái sản phẩm nó ít ít như thế thôi. Và các cái sản phẩm của ta thì cái giá chúng ta phải nói thẳng là cái giá của nó không phải là một cái giá cạnh tranh đúng không ạ? Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn bán được rất là nhiều? Bởi vì chúng ta biết rằng là bây giờ không như ngày xưa nữa, dần dần chúng ta một cái xã hội ở Việt Nam nó từng bước nó có cái sự chuyển dịch về tư duy. Khi người ta ngày xưa thì người ta mua cái gì nó cũng phải ngon bổ và rẻ đúng không ạ? Thế nhưng dần dần chúng ta nhận ra một điều là rẻ thì nó không có những cái tiêu chí, nó không đạt được những cái tiêu chí như kiểu là vừa ngon lại vừa bổ nữa. Nó có thể ngon nhưng chưa chắc nó đã bổ đúng không anh chị? Thế thì dần dần là chúng ta chuyển dịch cái tư duy sang là người ta chấp nhận một cái điều là không có cái gì là nó gọi là nó vô giá cả, không có cái gì là nó rẻ mà nó lại đạt được cả cái tiêu chí là vừa ngon vừa bổ nữa đúng không anh chị? Cái gì nó cũng có giá của nó. Cái gọi là các cụ hay nói cái câu là đắt thì sắt ra miếng đúng không anh chị? Đắt thì sắt ra miếng ấy. Cho nên là những cái sản phẩm của Kuchen ấy, thì cái đắt thì không phải là quá đắt đúng không anh chị, nhưng mà cái giá trị sử dụng của nó tương xứng với cái đồng tiền mà chúng ta bỏ ra. Cho nên càng ngày thì chúng ta thấy là các cái sản phẩm Kuchen thì người ta bán được càng nhiều. Hàng Kuchen anh chị biết là nó là hàng của Đức đúng không anh chị? Hàng của Đức, hàng của Đức, nhưng nó có thể là nó sản xuất tại một số nước nào đó. Ví dụ như có thể là ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là ở Đức, cũng có thể là ở Trung Quốc. Nên là các anh chị nếu mà gặp một cái sản phẩm nào đó của Kuchen ấy, mà nó ghi là sản xuất hoặc là xuất xứ tại Trung Quốc thì cũng đừng có hoang mang. Đơn giản nó giống như kiểu là Apple nó sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà nó là sản xuất ở đó. Nhưng cái linh kiện vật liệu thì nó là của gì ạ? Của Đức đúng không ạ? Thế thì tất cả các cái hàng gia dụng Kuchen ở đây thì chúng ta ít nhiều thì chúng ta cũng bán nhiều cái sản phẩm của Kuchen rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với lại một chiến binh, em dùng cái từ gọi là chiến binh chuyên bán các cái sản phẩm của Kuchen ngay chị. Bạn ấy có những cái thành tích mà nói ra chúng ta sẽ thấy là nó rất là hoành tráng. Ví dụ như là bán 54 cái máy ép chậm, doanh số Kuchen hàng tháng thì đều trên 100 triệu. Tháng cao nhất là bạn đạt trên 300 triệu.
bao giờ cũng ở cái top đầu, anh chị. Luôn luôn ở top đầu kể cả Kuchen và ở Robin. À. À, hai cái tuần tốc tiến năm 2023 thì bạn đều nằm trong cái top 10 của Robin. À, top 10 của Kuchen thì nó khác, mà top 10 của Robin thì nó lại khác các anh chị. Bởi vì là cái top 10 của Robin là nó nhiều cái sản phẩm hơn nhiều, đúng không ạ? Nó nhiều sản phẩm lắm. Cho nên là đạt cái top 10 của Shopee là nó là vấn đề khác. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái kinh nghiệm thực chiến của bạn Thùy Liêm, một cô gái cũng rất là xinh đẹp và lại rất là giỏi giang nữa, các anh chị. Bạn Thùy Liêm sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về cái kinh nghiệm thực chiến, nó sẽ có cái nó giúp ích cho chúng ta rất là lớn trong cái nhất là cái mùa gọi là mùa tốc chiến, đúng không các anh chị? Chúng ta đang tham gia cái 90 ngày tốc chiến đó. Thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với một cái với bạn Thùy Liêm, với những cái kinh nghiệm thực chiến của bạn này sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Sau đây thì để không làm mất thời gian của anh chị, xin trân trọng giới thiệu và mời bạn Thùy Liêm sẽ lên chia sẻ với cả nhà chúng ta về cái kinh nghiệm để chốt sale, đặc biệt là các cái sản phẩm của Cu Trang mà nó giá nó cao nhưng mà tại sao bạn bán rất là kinh khủng luôn các anh chị. Nó đều có bí quyết. Ngày hôm nay là một cái buổi mà bản thân em nghĩ nó là một cái sự rất là vô giá đối với tất cả chúng ta để cùng lắng nghe những kinh nghiệm thực chiến của bạn Thùy Liêm. Sau đây thì mời bạn Thùy Liêm sẽ cùng chia sẻ với cả nhà về cái bí quyết chốt sale của mình. Mời bạn. Xin chào cả nhà, xin cảm ơn lời giới thiệu rất là kỹ của MC. Thực ra cũng không giỏi giang gì nhiều lắm đâu. Đơn giản là ngay từ đầu thì Thùy Liêm đã yêu Puchen rồi, vì yêu Puchen mới vào Dropy. Đầu tiên thì xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người, chúc một cái ngày mới, một cái tháng mới. Hôm nay là ngày mùng 1 phải không ạ? Ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và bão đơn. Ngày hôm nay cũng là ngày mà khai trương hai cái showroom của Puchen, đó là showroom Hà Tĩnh và showroom Bình Phước, đúng không ạ? Và hôm nay thì Thùy Liêm được chị Anh Đào mời đến giao lưu với team của khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An. Nên là Thùy Liêm cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Không biết là ở trong team của mình thì mọi người có biết Thùy Liêm không ạ? Thùy Liêm thì cũng mới mới vào Dropy được hơn 1 năm. Thì vào từ tháng tháng 12 năm 21. Mặc dù là cũng đã được chia sẻ đến cả 8 tháng đấy. Thế nhưng mà không tham gia. Em gái của Thùy Liêm là Vân Nguyệt. Vân Nguyệt chia sẻ cái công việc này, mình không tham gia đâu, mình không quan tâm lắm, bởi vì đối với mình thì công việc cũng rất là bận rộn, vừa là cán bộ quản lý của một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa là tác giả của sách giáo khoa, sách tham khảo của nhà xuất bản giáo dục Bộ Chân Trời Sáng Tạo, rồi lại vừa phối hợp với quận đoàn, hội đồng đội để chăm lo công tác thanh thiếu nhi của quận suốt hơn 10 năm qua, con lại nhỏ nữa. Bận rộn như thế nhưng mà tự nhiên nghĩ rằng không có thời gian để bán hàng đâu. Thế nên là từ chối ngay và thậm chí là còn la luôn ấy. Và nghĩ làm sao mà lại lại mình lại lại có thể làm được cái việc đấy mà chia sẻ đấy, kiểu như thế. Thế nhưng mà khi mà dịch Covid-19 thì không thể ra ngoài, và rất muốn là mua sắm một số thứ ở Dropy, thì Liêm có đặt một số mỹ phẩm này, một con robot và một cái bộ bàn chải điện đấy. Thế thì thực ra là từ đầu từ nào giờ là rất ghét những người bán hàng trên mạng và rất ghét mua hàng trên mạng, không bao giờ mua, luôn luôn là ra siêu thị điện máy hoặc là các thứ, ở cái gì cứ phải nhìn thấy, sờ thấy, cầm nắm các thứ để kiểu như thế, và phải lựa chọn cân lên đặt xuống mới mua.
và rất mất thời gian cho những cái việc đấy, mỗi lần đi là phải mất cả buổi, có khi là phải mấy ngày đấy, lựa chọn rồi thì là cân nhắc rồi xem thông số, nghe tư vấn các kiểu mới mua. Thế thế còn cái đợt đấy là dịch mà đâu có thể nào mua được, thì mới bảo Vân Nguyệt là Vân Nguyệt gửi cho, bởi vì em mình hỏi thế em dùng được không, thế Vân Nguyệt bảo là tốt lắm, ngày kia cũng không nghe tư vấn gì nhiều đâu, thôi thôi thì gửi đi, mặc dù là lúc đấy trong đầu vẫn nghĩ là cô Chen ở Trung Quốc nhé, tại vì cứ nghe trên trên gì đấy, nghe cái đấy nghĩ là Trung Quốc chứ không 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 biết nó là của nước nào đâu, thậm chí mang con robot về rồi vẫn nghĩ nó là Trung Quốc bởi vì thấy made in China mà dùng, nhưng mà dùng thì thấy tốt. Thế thì bắt đầu một hôm thì mới lên mạng thì mới thấy bạn ấy chia sẻ đó là của Đức, thế lúc đấy mới mới biết nó là của Đức đấy. Nhưng mà bảo thấy tốt thật, thế xong càng dùng càng thích, ở nhà thì rất quý con robot y như là một thành viên trong gia đình, đều có, mọi người đều gọi là em sen ở trong nhà đấy. Thế thì lúc đấy thì mới thấy là muốn vào Dropy để gì ạ, để bán cái con robot đấy. Thế và trong ngay ngày đầu tiên khi mà mình vào Dropy thì mình đã bán 5 con và lên luôn 1 sao, và trong cái tháng đầu tiên ấy thì là lên luôn 2 sao, và những cái tháng sau thì vẫn cứ bán Guchen thì cứ gọi là 1 sao bằng doanh số cá nhân mà đi đều ấy. Và lúc đấy chưa có đội nhóm đâu, sau này mới có đội nhóm, và bây giờ đội nhóm của Thùy Liêm cũng khá là mạnh và cũng bán Guchen rất là giỏi. Có những bạn là bán tới 8 tháng thôi nhưng mà bán tới 18 cái máy ép rồi, bạn Bảo Ly, mà trong tháng 2 thì bạn bán tới 6 cái máy ép chậm, để đạt được cái là một trong những người đầu tiên mà được đi Thái Lan cùng Guchen đấy. Thế còn Thùy Liêm thì bán Guchen thì khá là đều tay, tháng nào cũng có đơn Guchen, và doanh số từ Guchen thì như là anh Thơ anh ấy giới thiệu đấy ạ, là không có tháng nào mà dưới dưới 100 triệu đâu. Đấy, thế thì Thùy Liêm cũng xin phép chia sẻ với các anh chị, và lát nữa thì Thùy Liêm cũng sẽ chia sẻ 2 nội dung. Thứ nhất là đối với người mà chưa bắt đầu, đối với người chưa biết bán như thế nào, tiếp cận như thế nào với line hàng Cochen. Thứ hai là đối với người muốn tăng tốc, muốn tăng doanh số từ line hàng Cochen, để những người mà bị từ chối, xử lý những cái từ chối cho các anh chị. Thế thì các anh chị muốn là thiên về phần nào ạ? Xin hỏi là ở đây ai là người mà muốn bắt đầu với Fuchen, chưa chưa bắt đầu và muốn bắt đầu thì cho Thùy Liêm số 1, còn ai mà bắt đầu rồi, cũng bán được một số rồi nhưng thường xuyên bị từ chối thì cho Thùy Liêm số 2. Như vậy số 1 có vẻ nhiều hơn số 2 đúng không ạ? Thế thì lát nữa Thùy Liêm sẽ ưu tiên số 1 nhiều hơn. Đến bây giờ thì lại thấy số 2 nhiều hơn. Như vậy là cái nội dung của Thùy Liêm chuẩn bị cũng khá là phù hợp với các anh chị đại lý ngày hôm nay. Mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 200 anh chị thôi ạ. Thùy Liêm xin chia sẻ màn hình. Chia sẻ nhầm sang cái màn hình khuyến mại rồi. Ở nhà chờ chút xíu ạ. Ngày hôm qua khi mà Thùy Liêm định chia sẻ thì Thùy Liêm có soạn một cái PowerPoint, một cái PowerPoint mới, một số cái nội dung mới, thì trong đấy có cái đang không biết lý do vì sao mà máy nó lại bị treo. Tại vì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, một ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể là ở ở đây thì có rất nhiều người nhớ cái ngày này, nhưng cũng có những người thì không quan tâm. Mọi người sẽ nghĩ rằng là không biết là hôm nay sao Tùy Liêm lại tự dưng lại nhắc đến ngày sinh của Bác Hồ. Bởi vì thực ra là
Hôm nay là đến với team Nghệ An, đối với team Hà Tĩnh, một người con xứ Nghệ mà phải nói là Bác Hồ là người xuất sắc nhất. Thế thì chúng ta học được gì ở Bác? Ai cũng học được ở Bác, bởi vì Bác Hồ là cái tấm gương đạo đức ấy. Thế nên là Thùy Liêm có một cái bí quyết mà để làm sao mà bán hàng được tốt, đó chính là cái sự chân thành, trung thực, thật thà. Và Thùy Liêm nghĩ rằng nhờ vậy thì được mọi người yêu mến, và khi đó thì chúng ta chia sẻ bất kỳ một điều gì thì đều được tin tưởng, và người ta dễ dàng chốt đơn bởi vì người ta tin ở mình, người ta đặt niềm tin ở nơi mình. Và đó cũng là cái mà mỗi chúng ta học được, và từ Bác Hồ kính yêu rất rất nhiều những cái đức tính, những cái tấm gương đạo đức, những câu chuyện của Bác, câu chuyện về chữ tín, câu chuyện về lòng trung thực, câu chuyện về tình yêu thương, tất cả mọi thứ. Và muốn dành một vài giây rất là ít ỏi của ngày hôm nay để nhắc về một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc chúng ta. Còn nói về cái doanh số trong 2 cái tuần vừa qua, thì 2 tuần tốc chiến mà Thùy Liêm thì thực ra là không phải là tốc chiến mới bán như này đâu, mà là nó đều như thế, kể cả marathon hay là kể cả không gì hết thì nó cũng đều đều như thế, chứ không không phải là tốc chiến mới doanh số như vậy. Nhưng vì tốc chiến thì có thống kê, thì mọi người thấy rằng là những cái Thùy Liêm bán rất nhiều mặt hàng, doanh số thì cũng khá là đều, tuy nhiên thì Puchen vẫn là số 1. Hầu như doanh số nó nằm ở lai hàng Puchen là nhiều, bởi vì là thực ra là bán một sản phẩm Puchen thì là đã bằng bán 10 đến 20 sản phẩm khác. Thì em lấy ví dụ như là bán một cái máy giặt Puchen 25 triệu 900 này chẳng hạn, thì cũng bằng chúng ta bán 10 cái sản phẩm khoảng 2 triệu rưỡi. Hoặc là nếu mà cái sản phẩm khoảng 250.000 thì chúng ta phải bán tới 100 cái sản phẩm như thế. Ví dụ như là 100 cái tip kem chống nắng hay là gì gì đấy, đại loại thế. Thế nên là chúng ta thấy rằng là để bán được một cái sản phẩm của trên thì nó rất là lúc đầu thì nó có vẻ khó khăn, nhưng mà sau thì nó lại rất là dễ. Vì khi mà cái chữ cu chen đã khắc vào vào trái tim của người tiêu dùng thì lại tạo cho họ một cái mơ ước. Mơ ước là cứ có tiền thì sẽ sắm thêm Puchen. Và Thùy Liêm làm cái việc đó, tức là Thùy Liêm muốn là mọi gia đình đều có Puchen ở trong nhà, và họ sẽ thay đổi cái suy nghĩ của họ về sử dụng đồ gia dụng. Thay vì dùng những cái đồ mà họ nghĩ rằng là họ nghĩ đến giá đầu tiên, thì bây giờ họ sẽ nghĩ đến giá trị đầu tiên, tức là nghĩ nghĩ đến cái chất lượng, cái giá trị tiêu dùng của họ. Không phải mình Thùy Liêm, đội nhóm thì rất nhỏ thôi, có vài chục người. Thế nhưng mà mọi người xem qua cái doanh số ở tuần thứ nhất thì là team của Thùy Liêm đã doanh số là 198.621.000 ạ. Còn tuần thứ hai thì cái doanh số này vượt lên một tí xíu, là hơn 200 triệu. Và các anh chị, có nhiều anh chị doanh số rất là cao, tới 20 mấy triệu. Đây đây còn chị Bảo thì là 40 triệu tuần đầu tiên, tuần thứ hai thì cũng 35 triệu. Tức là những người đã bán được thì là bán được ngoài, và đương nhiên những cái doanh số này chủ yếu vẫn nằm ở khu trên. Thì Liêm cũng 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 nói ngắn gọn nhưng mà cũng để cho các anh chị thấy đây. Tính đến ngày hôm qua, hoa hồng của Puchen, hoa hồng của Dropy của Thùy Liêm là cũng đã hơn 30 triệu rồi, và được 31 viên kim cương. Cũng lắc bóng nhưng mà không lắc được điện thoại, nhưng nhóm của Thùy Liêm thì có Bảo Ly là lắc được một cái điện thoại. Thế còn Thùy Liêm với các bạn thì lắc được chủ yếu là hàng tiêu dùng. Đây là những cái gương mặt rất là xuất sắc. Và trong cái năm 2022, thì Liêm bán được khoảng 1,7 tỷ. Thực ra số thì nhiều hơn, bởi vì có những tháng là mình dư cái điểm, nên mình cũng muốn là hỗ trợ cho tuyến dưới, để với lại cho anh chị em trong nhà. Nhà Thùy Liêm là nhà Vân Nguyệt ạ, là nhà mà hôm nay thì Vân Nguyệt là khai trương cái showroom Bình Phước, là một cái cửa hàng ủy nhiệm luôn ấy. Thì
Nhà Thúy Liêm là cả họ là kinh doanh Dropy và cả họ bán Kuchen, và cái team Vân Nguyệt, team Thúy Liêm là gọi là team Kuchen luôn đấy. Nên là vừa mới thấy là em gái của Thúy Liêm là Thu Hương cũng mới vào vừa duyệt xong. Thu Hương thì bán Kuchen rất là giỏi, và tháng này tuần này thì Thu Hương còn vượt lên doanh số hơn cả Thúy Liêm nữa. Thế nên mọi người mới thấy rằng bán Kuchen cũng đâu có khó đâu. Lúc đầu thì khó, khó là khó vượt qua cái bản thân của mình, khó là khó cái chia sẻ ban đầu. Còn khi mà chúng ta đã trải nghiệm rồi thì chúng ta dễ dàng lắm, bởi vì sau khi trải nghiệm thì chúng ta sẽ trải lòng, và cái tấm lòng, cái tình yêu của chúng ta thì nó dễ lan tỏa lắm, nó như là cái ngọn lửa ấy mọi người. Có những người thì chỉ thích thôi, và lúc đấy chúng ta chưa yêu đâu, thì nó cũng giống như là cái ngọn lửa ấy, nó rất là dễ lan tỏa, nhưng mà nó khó giả vờ lắm, tình yêu là như thế. Còn vì sao lại như thế thì lát nữa thì Liêm lại nói kỹ hơn ạ. Thì mọi người thấy ở đây ghi rõ là điện máy gia dụng là biết là Kuchen rồi ạ. Và những cái số liệu, những con số biết nói thì Liêm xin lướt nhanh qua để khỏi mất thời gian của anh chị. Trong tháng 12 đấy ạ. Đây là nhóm của Thùy Liêm nhé. Tháng 12 doanh số của BNV Kuchen luôn luôn là đứng số 1, và doanh thu là của trong 12 tháng là hơn 5 tỷ, bây giờ thì là hơn 6 tỷ rồi. Và mức tăng trưởng là 1.162%, đấy là chụp cách đây 1-2 tháng rồi đấy. Tức là mọi người mới thấy rằng với cái mức tăng trưởng nhanh như thế này thì chúng ta chỉ có thể là bán Kuchen thì mới có thể tăng trưởng nhanh như thế được thôi. Suy nghĩ của Liêm như thế nên cũng định hướng cho đội nhóm như vậy. Tháng nào cũng doanh số Kuchen, nên mọi người nhìn thì Liêm đóng khung này. Đây thì Liêm TL là cái nhóm đó, nó có cái ký hiệu như thế. Thì mọi người thấy là tháng 11 cũng hơn 200 triệu, tháng 12 là hơn 400 triệu, gần 500. Tháng 1 là hơn 200, tháng 1 có nửa tháng rồi đấy. Đây, tháng 2 là cái tháng Tết. Tháng sau Tết thì nó chậm hơn một chút, bởi vì thường người ta sắm trước Tết. Rồi tháng 3 lại tăng trở lên, tháng 4 lại tăng, và bây giờ đương nhiên tháng 5 sẽ tăng hơn rất nhiều, vì tháng 5 là tháng tốc chiến, có nhiều ưu đãi. Thì Liêm đã chốt đến cái máy ép chậm số 54, robot thì 39 con. Và liên tục trong tuần vừa rồi là bán tới 3 cái máy ép chậm, còn tuần trước là 4 cái. Thế còn nhiều nhiều những cái sản phẩm khác, ví dụ máy giặt, ví dụ như máy rửa chén. Và cái ngày mà cao nhất là bán được 3 cái máy rửa chén với 1 cái máy giặt là doanh số 120 triệu đối với Kuchen ạ. Đây, đây này mọi người thấy này, gọi điện, tức là khi mà họ đã thích Kuchen rồi ấy, mình đã đâu có chốt gì đâu, hôm đấy còn đang bận đi đâu ấy, đi chơi. Ê, 20 giờ 35 phút em ơi, gọi rối rít lên cứ tưởng gì có ở đó không, giao cho chị máy rửa chén. Đơn giản thế thôi. Tức là người ta đã có sẵn ước mơ trong người rồi, và khi người ta đủ tiền, khi người ta có tiền cái ta nhắn tin. Còn đây là đội nhóm đấy ạ. Chị làm thẻ thành viên Kuchen được không? Tức là chị không biết gì về Ropi, không được BBB gì hết, không được giới thiệu gì hết, nhưng mà chị nghĩ rằng là chị thích Kuchen và chị muốn là vào làm thẻ thành viên để bán Kuchen. Nhưng thực ra không phải, làm gì có cái thẻ đấy, mà chỉ có cái gọi là làm đại lý của Dropy thôi. Nhưng mà mình đồng ý ngay và cho chị đăng ký để làm đại lý của Dropy, và bây giờ chị cũng là một thành viên trong cái đội nhóm của Thùy Liêm, một đối tác của Dropy, và đương nhiên là một người yêu Kuchen. Đấy thì Liêm cũng giới thiệu như thế. Thế thì làm thế nào để chúng ta bán Kuchen? Đối với người mới thì làm thế nào? Và đối với những người mà đã làm nhưng mà chưa doanh số chưa cao thì làm như thế nào? Còn đương nhiên những người thành công như chị Lê Anh Đào thì chắc chắn là chị Liêm phải học theo, chứ không không phải là không phải là trên training nữa, bởi vì chị Đào thì bán giỏi lắm, trong team của chúng ta lúc đầu chúng ta là bán giỏi lắm. Thế thì Liêm bán Kuchen như thế này. Chúng ta cũng phải phân khúc khách hàng của chúng ta cũng phải định hình xem là bạn bè của chúng ta như thế nào, thì dù bán cái gì chúng ta cũng phải phải tự định vị bản thân xem mình là ai đã. Mình là ai thì mới biết được là những bạn bè xung quanh mình là ai, mối quan hệ của mình là ai, đúng không ạ? Và những cái thói quen, những cái sở thích của những cái người mà họ cùng với cái tích của mình ấy,
Đấy, ví dụ như là nếu như mình là một người bận rộn, là một người đi làm suốt ngày thì bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan của mình cũng như vậy. Hay là mình là một bà nội trợ, một người nội trợ yêu bếp thì bạn bè của mình cũng rất nhiều người như thế. Thế thì cái cách chia sẻ của mình nó phải là mình. Mọi người bảo là chúng ta có thể là copy người nọ, copy người kia giống như thế, nhưng mà chúng ta nên sửa lại, giống như chúng ta đi mua một cái bộ đồ ấy, nó phải phù hợp, nó phải vừa với bản thân. Ví dụ như chúng ta có một nước da hơi ngăm mà chúng ta lại cứ xanh đỏ tím vàng cho chóe hết cả lên thì đương nhiên là người mẫu thì người ta mặc đẹp chứ chúng ta mặc thì nó không đẹp. Chúng ta thấp thôi nhưng mà mặc một cái bộ nó rất là dài, rất là luệt quệt và chúng ta không có cái vừa với bản thân của chúng ta thì cũng không thể nào đẹp được, đúng không ạ? Nên là vì sao mà cái chuyện định vị bản thân nó quan trọng như thế, còn để mà quan tâm đến nó thì phải mất một thời gian, chúng ta phải nghe vào một cái Zoom khác. Thế còn ở đây thì Liên muốn nói rằng là nếu như chúng ta chưa chưa trải nghiệm thì chưa thể trải lòng, chúng ta chưa thể kể với người khác, chưa thể là một cái storyteller, chưa có thể nói chuyện với người khác về cái sản phẩm đó, bởi vì là bản thân mình chưa dùng thì khó. Thế còn mọi người mới nói rằng ôi cua chen đắt thế mà bây giờ em mới bắt đầu thì làm sao em có thể mua được, làm sao em có thể bắt đầu được với nó, thôi em đi bán cái khác, vân vân và vân vân. Và trong đội nhóm của Thùy Liêm có luôn là sau khi mà chỉ bán những cái hàng ví dụ như là sữa tắm, dầu gội đầu, kem chống nắng, vân vân và vân vân thì đến nhà bà chị thì thấy chị mua ngay một con robot Kuchen, thế là tự nhiên bật khóc, bởi vì cái bạn đấy bạn đã ước mơ là bạn ấy thấy 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 mình bán được cái Kuchen thì bạn ấy thích lắm, nhưng bạn vẫn luôn nghĩ rằng mình không bán được và bạn ấy không thể nghĩ rằng là chính chị gái của bạn ấy lại 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 mua cái con robot Kuchen của ai từ lúc nào mà bạn ấy không hề hay biết. Bạn ấy chỉ giá như là em có đăng hoặc em có nói với mọi người một lần thôi, nói với chị em một lần thôi là em có bán cái này thì có lẽ là em đã có một cái đơn robot, cho dù cái đơn đấy là em cũng không lấy hoa hồng đi nữa thì em cũng tiết kiệm cho chị em mấy triệu đồng. Bạn nói như thế và bạn khóc, tiếc quá. Một bạn khác thì thấy hai bà chị mua hai bộ bàn chải điện Kuchen đến nhà, vào trong nhà vệ sinh mới thấy thì mới thấy rằng là tiếc quá mình đã không chia sẻ. Thế nên là năng chia sẻ thì sẽ có đơn, mình không nói thì không ai biết và người thân của mình cũng không biết, mà cái hàng bán hàng tốt thì làm việc tốt là làm việc tốt của mọi người. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái gì, từ bộ bàn chải điện thì em nói rồi, đó là một cái sản phẩm phễu, mọi người sẽ tính toán khi mọi người bắt đầu mua bàn chải điện. Có trong đội nhóm của Thi Liêm có luôn, có những người nói rằng nhà có rồi, dùng bàn chải Orbi cũng nổi tiếng, xem quảng cáo đầy ra đấy, còn Kuchen thì nhiều khi nhiều người chưa nghe đấy, nghĩ trong đầu như thế và vẫn luôn nghĩ rằng là cái mình đang dùng là tốt nhất rồi. Giống như là khi mà một cái bạn ếch bạn ngồi ở dưới giếng, bạn nhìn lên bạn thấy cái bầu trời đấy là tất cả rồi, nhưng bạn không nghĩ rằng khi bạn lên đến miệng giếng thì bạn thấy cái bầu trời nó rộng lớn hơn, cái kiểu như thế. Thế nhưng mà nói thì nhiều khi lại không nghe thì thôi, chứ mình cũng không 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 bao giờ ép cả, nhưng mà khi mà nghe ra rồi, khi mà làm rồi mới thấy tiếc, ôi biết thế ngày trước mình đi ngay từ đầu, mình bán ngay từ đầu thì phải tốt không, cứ đi luẩn quẩn ở đâu đấy. Thế thì mọi người mới thấy là đây bộ bàn chải điện thì nó 1.850.000, chúng ta còn được chiết khấu nhé. Thế nhưng mà khi mà chúng ta dùng thì đến như Thùy Liêm từ lúc dùng đến giờ là gần 2 năm thì chưa phải đi lấy cao răng. Ở để trong Zoom của chúng ta hôm nay thì còn có mentor Thu Hương là em gái của Thùy Liêm đó. Thu Hương cũng cũng thích bàn chải điện vô cùng và thấy cái răng nó vừa trắng sạch mà nó không có những cái mảng bám ấy. Thực ra cái chuyện mà đi lấy cao răng là một cái chuyện kinh khủng nhất trong đời luôn đấy. Tại vì mỗi lần lấy là nó ê mà nó ghê nữa. Mà còn nghĩ cái thời gian, mất thời gian nữa. Vừa mất thời gian vừa mất tiền. Một lần như thế cũng phải mất 5-600 nghìn là ít nhất, còn không là phải cả triệu bạc. Bởi vì còn phải mua cả thuốc để uống, bởi vì sau khi mà nó bị toe tét ra đấy, chảy máu chân răng ấy. Sau khi họ làm xong ấy, họ cũng yêu cầu phải uống thuốc để kháng viêm này nọ. Và nó rất hại sức khỏe. Nhưng mà bắt buộc phải đi lấy vì để còn hại hơn, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cái hàm răng của mình.
Thế thì vì sao mà mình lại chăm sóc cái bộ răng như vậy? Và chính ra là dùng hàng xịn là tiết kiệm đấy. Thế thì mình nghĩ như thế nào thì mình nói như thế, và cùng mình cũng chia sẻ với mọi người như thế, không phải là lôi người ta lại để nói với người ta về cái đấy đâu, nhưng mà mình quay video để và mình viết một cái bài đấy, xong rồi mình nói những cái ưu điểm của sản phẩm, rồi mình đăng lên và mọi người hỏi, thì lúc đấy mình mới tư vấn. Chứ mình ngày xưa mà mình chưa mua hàng ấy, chưa bán hàng online, mình cũng ghét người nào mà cứ lôi mình vào để mà mời cái nọ mời cái kia. Thì mỗi người có một cái cách khác nhau, bởi vì bạn bè của mọi người khác nhau. Nhưng mà đối với Thùy Liên như thế, cái gì mình không thích thì mình sẽ không mang đến cho người khác, và cái gì mình nghĩ nó tốt cho mình, nó tốt cho gia đình mình, thì mình sẽ lan tỏa cho người khác. Không 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 phải chỉ để kiếm tiền đấy. Thế thì cái bộ bàn chải điện này nó không có dây này, mọi người thấy không? Để vào một cái là sạc pin luôn, nên là nó chống nước 100%, nó không bao giờ rửa giết các thứ thoải mái, rồi tháo được cái đầu này ra và chúng ta thay được cái đầu khác. Rồi chúng ta có rất nhiều chế độ, mọi người nhìn thấy 5 chế độ, và mỗi chế độ này thì có 3 cấp độ, nhẹ này, vừa và mạnh. Như vậy chúng ta có tới 10 15 cái chương trình. Như vậy dùng có thích không ạ? 15 cái chương trình, còn bên của trẻ em thì nó ít hơn và nó rất dễ dùng, chỉ cần bật cái tắt thôi, nhưng nó không không phức tạp như bên này, và nó rất phù hợp với trẻ em. Ở nhà Thùy Liên thì mỗi người có 3 bộ bàn chải người lớn và 1 bộ bàn chải trẻ em. Lúc đầu thì nghĩ tiết kiệm dùng một bộ cho cả nhà, nhưng mà sau thì thích quá thì mỗi người một bộ cho nó chủ động, đi đâu mang đi, không phải nghĩa là mẹ đi công tác có mang theo bàn chải điện đúng đấy. À, thôi mẹ mang chạy bàn chải thường đi, để bàn chải điện ở nhà cho con vân vân. Bởi vì làm đầu thì có thể dùng riêng, nhưng máy thì dùng chung, nhưng sau này thì dùng riêng hết. Và khách của Thùy Liên cũng thế, lúc đầu thì mua một một bộ để dùng chung, nhưng mà sau đó thì mọi người đều mua lại và mua thêm cho con, cho chồng, thậm chí là còn gửi cho mẹ. Dì Yến của Thùy Liên ấy mua mua vào Dropy một cái là bán kuchen và bán bàn chải điện. Và ngay cái tháng đầu tiên ấy, trong cái tuần đầu tiên là bán tới 12 bộ bàn chải điện cơ, và trong đó thì có đến 8 bộ của gia đình rồi. Tức là mua thích quá thế, dùng thích quá thế là mua cho cả nhà, gửi cho con ở ngoài Hà Nội, rồi rồi mua cho cả nhà anh trai, cho mẹ, vân vân đấy. Thế mọi người mới thấy rằng những người mà người ta muốn là vào Dropin không phải là để kiếm tiền đâu, nhiều khi là để sắm, để là người tiêu dùng thông minh, để là người tiêu dùng thông minh đã. Thế còn đương nhiên là chúng ta còn để giúp đỡ người khác và rất nhiều. Vừa mới duyệt một bestseller của Kuchen mới vào, đó là bạn Bảo Ly, bán tới 10, 10 trong đội nhóm của Thùy Liêm đấy ạ. Bán tới 10, 18 cái máy ép chậm, và cũng bán máy rửa chén, robot các thứ rồi, và cũng mới mới lắp trúng được cái điện thoại Apple 9 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi hay 9 triệu 9 gì đấy. Bạn cũng rất là xuất sắc. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những cái sản phẩm phễu như thế này, và chúng ta sẽ lại, hầu như những người mà mua sản phẩm lớn của Thùy Liêm sau này đều bắt đầu từ cái bộ bàn chải điện đấy mọi người. Và bây giờ là cái máy xay đa năng. Cái máy xay đa năng nó còn nó ít, nó rẻ hơn cái bộ bàn chải điện này, tức là nó ít hơn, ít tiền hơn, và nó cũng rất là nhiều công dụng, rất dễ review, rất dễ quay, rất dễ làm món này món nọ món kia, và dễ bán. Thế nên là nếu mà mọi người chưa bắt đầu thì chúng ta hãy hãy sắm cho mình một cái gì đấy nhỏ nhỏ thôi, ví dụ bộ bàn chải điện hoặc là cái máy xay đa năng. Máy xay đa năng thì các anh chị dễ dàng review, dễ dàng quay, dễ dàng làm đủ mọi thứ, để chúng ta có được cái feedback, có được cái và có được cái cảm nhận, và dễ yêu lắm. Nếu mà các chị là phụ nữ thì chị sẽ yêu ngay được cái kuchen nhờ cái máy xay đa năng. Thế còn cái bộ bàn chải điện này mọi người hình dung là sạc pin lần thứ hai là không nhớ cái lần thứ nhất là lúc nào, và cái sạc pin để ở đâu đi tìm luôn, cứ lần nào đi sạc cũng phải tìm, nếu không có một cái chỗ để, thậm chí có đại lý là phải đến mượn. Bởi vì em không nhớ là lần trước em sạc xong em để ở đâu, bởi vì là khoảng 3 tháng thì mới phải sạc một lần. Mặc dù là nhà cung cấp thì nói một tháng, nhưng mà tùy, thường là mình cả 3 tháng thì mới sạc đến một lần. Và mỗi lần đi công tác, đi về quê cầm thoải mái, chả phải nghĩ gì cả. Ngoài ra thì còn rất nhiều
những cái hàng gia dụng như là chảo, nồi, giá của nó cũng vài triệu đấy. Nếu mà mọi người chỉ nghĩ đến là vào Dropshipping để bán những hàng vài trăm nghìn thì nghĩ đến cô Chen cũng hết hồn đấy. Thế nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang muốn có một cái bước đột phá, một cái bước tăng tốc, đặc biệt là trong cái mùa tốc chiến này, thì cái line hàng đầu tiên mà các anh chị phải nghĩ đến, bắt buộc phải nghĩ đến, đó chính là cô Chen. Còn nếu mà để mà tăng tốc, để mà lên sao lên số mà không nghĩ đến Qoo10 thì chắc anh chị sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Giống như là người ta bước một bước thì mình phải chạy một vòng ấy. Đấy. Những con số này thì chị Linh sẽ bỏ qua nhé. Đây. Giờ thì Linh thường hay đặt câu hỏi khi mà chia sẻ về Qoo10 là bạn có yêu các sản phẩm của Qoo10 không? Nếu có thì cho Thủy Liêm số 1. Nếu không thì nếu số 2 là bạn thể hiện tình yêu đấy như thế nào? Tức là bạn đã thể hiện được nó chưa? Bạn đã lan tỏa được nó chưa? Bạn đã trải lòng được chưa? Và mục đích bạn đến với Qoo10 là gì? Là để bán hàng hay để lan tỏa sản phẩm? Hay là để tăng lên sao lên số vân vân? Thế thì Thủy Liêm mới nói như này. Cái mục đích nó quan trọng lắm. Vì sao mà lúc nãy anh Thơ anh hay là mọi người nói về cái mục tiêu rất là nhiều, rất là kỹ, và ngày nào cũng nói, nếu chúng ta có mục tiêu thì chúng ta mới biết được, giống như chúng ta chạy, chúng ta phải biết được cái điểm chạy đấy thì mới biết được hướng, đúng không ạ? Thế thì có những cái bạn sai lầm như thế này. Mục tiêu là lên sao lên số nên là sẵn sàng vào dropshipping bán Qoo10 mà bán không lãi, bán theo kiểu là tặng luôn chiết khấu. Thế thì khi như vậy vừa ảnh hưởng đến đội nhóm của mình nhá, mà vừa ảnh hưởng đến mình luôn, bởi vì người nào mà các anh chị chúng ta tặng cái chiết khấu đấy thì suốt sau này suốt suốt đời các anh chị bán người đấy, người ta sẽ hỏi là cái này bớt được bao nhiêu đó, chưa nói đến vi phạm pháp luật, vi phạm về luật phá giá, cái này bớt được bao nhiêu. Thế sau đó thì cái bạn bè của những người đấy, vì họ mình muốn bán cho người ta là để người ta lan tỏa sản phẩm đấy, thế nhưng người ta sẽ kể ngay là à cái này là như này nhưng nó chỉ bán thế này thôi, mà bán như thế là nó đã có lãi rồi đấy. Tức là họ sẽ nghĩ rằng là ở đời không ai bán hàng mà không có lời, họ luôn luôn nghĩ trong đầu như thế, và họ nghĩ rằng là nó tăng lên để nó giảm cho mình, nó nói là nhiều, chứng tỏ cái này giá trị của nó không đến từng đấy đâu. Như vậy cái sai lầm nó quá lớn, nó quá lớn á. Ví dụ như là anh chị bớt cho người ta 2 triệu chẳng hạn, là các anh chị đã không được một cái gì rồi, nhưng anh chị vừa phải chăm sóc người ta trong suốt, mà Qoo10 rất là bền, xác định bán một sản phẩm và chăm sóc ít nhất là 10 năm, 10 năm chăm sóc người ta không công, bảo hành các thứ người ta kêu mình, có cái gì người ta kêu mình, thậm chí là khờ xài không được quay ra trách móc mình thế này thế kia chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế nhưng mình phải chịu đựng tất cả những đấy mà mình không có một cái đồng nào, không có một cái đồng nào, nhưng mà các anh chị phải đóng thuế nhá, bởi vì là khi mà thu nhập trên 2 triệu là đã phải đóng thuế rồi 10% nhá, lại không trừ đi rồi cái chi phí mà chúng ta vận chuyển đấy là cũng phải chúng ta phải bỏ, mà khi đối với những hàng giá trị cao cái chi phí vận chuyển nó cao á. Thế nên là có những bạn là mới vào thấy người ta hỏi một cái mở ngay cái app ra, nhìn ngay cái chiết khấu và trừ đi luôn, bởi vì em đang cần doanh số, em chưa cần lãi, em thế này kia, nhưng mà đang lỗ và lỗ về sau rất là nhiều. Bởi vì người ta cái suy nghĩ của người ta là cái hàng này nó rẻ hơn rất là nhiều nên mới như thế, vân vân và vân vân. Thế nên là nếu như chúng ta đã mắc sai lầm đấy, đang mắc sai lầm đấy, hoặc bắt đầu có ý tưởng đấy, thì hãy suy nghĩ lại nhé, hãy thay đổi mình. Bởi vì đấy, còn mục đích mà chúng ta để kiếm tiền, mục đích để kiếm tiền thì chúng ta lại cũng chưa phải là mục đích chính. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ đến tiền thôi thì chúng ta sẽ cố bán được và sẽ nói làm sao cố cố hết sức, và người ta sẽ cảm giác là mình đang bị dụ dỗ, đang bị chèo kéo, và chắc cái cô đấy cô phải được nhiều lắm cô mới mới như thế, mới nhiệt tình mới như thế, thì chúng ta cũng không không nên, thì phải tùy khách hàng. Hay là nên là mục đích của chúng ta, như Thùy Liêm, mục đích của Thùy Liêm là
là hướng tới là lan tỏa cái sản phẩm tốt, mang lại cái giá trị cho mọi người, mang lại cái giá trị cho gia đình. Ví dụ cho những gia đình, ví dụ như bán được một cái máy rửa chén, mình nghĩ rằng cái nhà đấy họ sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì gia đình không phải cãi nhau một cái chuyện rửa chén. Thậm chí hôm nọ là chúng ta thấy là đâm chết vợ cũng chỉ vì cái chuyện là vợ không rửa chén, rất là lãng xẹt, đúng không ạ? Ở miền Nam Sài Gòn gọi là lãng xẹt, còn ở ngoài Bắc có thể nói là tào lao vớ vẩn ấy. Đây một cái nguyên nhân không đáng để lên một cái bi kịch như thế. Thế rồi khi mà bán được một cái máy ép là mình nghĩ rằng cái gia đình đấy, cả một cái mùa, những mùa hè, những mùa sau này ở Sài Gòn thì mùa nào cũng là mùa hè, mùa nào nó cũng uống được nước ép, mùa nào cũng uống được được gọi là cũng cần giải khát ấy, kiểu như thế. Chứ còn nước ép thì mùa đông mùa hè gì cũng bán được hết, cũng uống được hết. Thì mọi người mới thấy rằng là mình sẽ thấy là cái gia đình đấy được chăm sóc, cái dáng của cái nhà đó, của cái gia đình đó chắc chắn sau này sẽ đẹp hơn, trẻ em sẽ khỏe hơn, sẽ có nhiều chất xơ hơn. Nếu mà để nói về bán máy ép thì bởi vì máy ép của Cô Trang nó tuyệt vời lắm, mà Thùy Liên bán dễ nhất là bán cho những người đã từng có máy ép. Khó là khó bán cho cái người mà người ta chưa dùng máy ép bao giờ ấy, thì người ta sẽ cân nhắc về giá, họ thấy họ không phân biệt được. Nhưng mà cái những người mà họ đã dùng máy ép rồi, họ chán lắm rồi, họ loay hoay với cái chuyện bảo hành từ cái hàng xách tay, là vẫn mất khi mà mất linh kiện không thay thế được thì đắt tiền cũng phải bỏ mặc dù dùng tốt, hay là họ họ phải cắt nhỏ, hay là họ phải khó tháo lắp, hoặc là khó chùi rửa, khó lau rửa, thì chỉ cần cọ rửa ấy, thì chỉ cần là mình nhắc đến là họ nghĩ đến, là họ thấy chán rồi họ nghĩ ngay đến cái của mình và mình chốt được ngay đấy. Và có những người họ tinh tế, họ biết luôn là cái không sinh nhiệt với cái sinh nhiệt nó khác nhau như thế nào. Còn để mà bán được cái máy ép chậm lúc đầu là rất khó, nhưng sau là rất dễ nhé. Hầu như là toàn là khách của mình bán cho mình, lúc đầu 100% mọi người là đều gọi là lè lưỡi vì cái chuyện là giá. Bảo là máy ép gì mà mười mấy triệu. Thậm chí có những chị, cái chị mà mua máy ép số 49 của Thùy Liêm, là chị bảo là chị gái của chị nghe thấy thì Liêm nghe thấy chị mua 12.990.000, gọi gọi cho là thiếu 10.000 nữa là 13 triệu, là chị quát luôn, bị điên à, sao mà mua cái máy đắt như vậy mà cũng mua, lại bị giống như bị dụ rồi đấy đấy. Thế nhưng mà đến lúc mà đến nhà, ngay hôm sau đến nhà để xem mặt mũi cái máy đấy nó như thế nào, nó đắt như thế, và uống và rửa và nghe chị kia tả chị thích mà, thì bảo là đặt cho chị một cái, và cái 51, cái số cái máy ép chậm số 51 của Thùy Liêm là cho chị gái của chị đấy. Thế mọi người thấy bắt đầu bán được thì nó dễ lắm, và cái khó nhất là cái đầu tiên, và cái đầu tiên cái khó nhất, và cái đầu tiên thường là cái cho mình, cái khó nhất. Thế nên là Thùy Liêm mới nói đến là thích Cu Chen và yêu Cu Chen. Thích ai cũng thế thôi, yêu ai cũng thế thôi ạ. Thích là mình chỉ muốn là mình nhìn thì mình thấy thích, mình nghe thì mình thấy thích, nhưng mà mình chưa có đụng chạm, đúng không ạ? Còn khi mà mình đã đụng chạm rồi thì bắt đầu cái tình yêu nó mới sâu sắc được. Và thích và yêu là thích là mình chỉ muốn ở bên người đấy những cái lúc vui vẻ, những cái lúc mà trong một cái thời gian nó ngắn thôi, êm đềm thôi. Nhưng mà yêu là sẽ xác định là suốt cả cuộc đời, và cả những cái lúc hạnh phúc như là khi khi giông bão, khi khó khăn. Thế thì đối với La Hằng Cô Chen thì cũng như vậy thôi. Và khi chúng ta thích thì chưa đủ để bán hàng, và phải chúng ta phải yêu nó thì chúng ta mới dễ nói với nó. Như Thùy Liêm có nói cả ngày cũng không chán, nói không biết chán luôn. Và nói với khách hàng cũng thế, thì cái máy ép chậm số 54 Thùy Liêm chia sẻ cùng với cả đội nhóm với mọi người ấy, chốt cái khách hàng mới mất hơn 1 năm, hỏi từ đầu tháng 5 năm ngoái mà đến tháng 5 năm nay mới bán được. Và cái điện thoại chốt đấy mất 1 tiếng, 1 tiếng mấy đồng hồ. Nhưng mà 1 tiếng mấy mà người ta chịu ngồi, mentor của mình là Vân Nguyệt ấy. Vân Nguyệt nói rằng là người ta chịu, khách mà chịu nghe thì Liêm nói đến 1 tiếng mấy cũng đã là khách, cũng đã là tuyệt vời rồi, cũng là hạnh phúc rồi, bởi vì người ta nghe mình nói say mê. Thế mà sau thì chị
có chia sẻ rằng là thực ra là chị đã muốn mua luôn, thế nhưng mà nghe em nói hay quá, nói về máy ép say sưa quá, chị thích quá, chị cũng muốn nghe, thế là lên đến hơn 1 tiếng và chốt được cái số 54 ngày hôm kia đây ạ. Và khi mà lan tỏa về cái cu chen thì nó có rất nhiều cái niềm vui. Và Thùy Liêm cũng đã nói về cái sản phẩm Vệ Út rồi, đó là những cái sản phẩm mà được thiết kế định giá thấp, nhằm chuyển đổi khách hàng từ khách hàng sang tiềm năng sang khách hàng, và sẽ là khách hàng VIP của mình đấy. Có những chị là mua của Thùy Liêm đến mấy trăm triệu rồi đấy, thì cũng bắt đầu từ những thứ nhỏ như thế thôi. Và nếu chúng ta chưa bắt đầu thì như thế đấy, chảo rất là quan trọng đây. Khi mà nói về bàn chải điện, người sẽ thấy Thùy Liêm nhắc lại thôi. Thế thì khi đây là bán cu chen thì chúng ta sẽ có những cái bước như thế này. Các anh chị có thể chúng ta chụp lại. Thùy Liêm thì thích số 7, bởi vì là yêu nhạc họa mà mỹ thuật âm nhạc, bảy sắc cầu vồng, bảy nốt nhạc, nên là luôn luôn hay chọn 7, nhưng thực ra chúng ta gộp vào hay tách ra thì cũng được thôi. Yêu số 7 lắm. Thế thì đầu tiên là về vấn đề thương hiệu. Chắc chắn là khi mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta quan tâm đến thương hiệu. Đối với người mới hoặc người chưa trải nghiệm thì người ta cũng quan tâm đến đến thương hiệu. Khi mà chúng ta bán hàng cho người lạ, bán hàng cho người quen thì chúng ta bán bằng uy tín. Còn khi mà chúng ta bán hàng cho người gọi là chưa quen lắm, chưa thân lắm thì chắc chắn là phải là thương hiệu. Xử lý cái thương hiệu đấy như thế nào, lát nữa thì Liên sẽ nói với các anh chị, để làm sao mà giải quyết được ngay, không mất thời gian. Rồi chúng ta so sánh, xử lý từ chối, dự báo về cơ hội, chăm sóc khách hàng, chốt sale và luôn luôn làm mới bài đăng. Đấy là những cái bước như thế là chúng ta sẽ đi từng bước một. Thương hiệu thì Liên để sẵn cái ảnh như thế này, và ngay lập tức là khách hàng còn nghi ngờ không phải của Đức hay gì gì đấy thì là người ta sẽ hết luôn. Bởi vì tiếng Đức dịch ra tiếng Việt đó là nhà bếp. Chúng ta có thể gõ chữ nhà bếp xong chúng ta đảo ngược lại vì cái hai cái chấm này mình không biết gõ. Rồi là cho người ta cái đường link hoặc chụp ảnh như này để người ta thấy, người ta có thể search được giá luôn. Chúng ta bán hàng chúng ta không sợ về đấy, nên là chúng ta cứ cho người ta cái mã, ví dụ như là thì lên bán robot nhé. Khi mà bán robot 8881 của cô Chen ấy thì có chị bảo là ơ sao chị thấy ở trên mạng họ họ bán rẻ lắm, có 600 nghìn 1 triệu gì đấy cũng có robot rồi mà sao của em mới tới 14 triệu, đắt thế. Thì mình mới nói là thì đúng là tiền nào của đấy. Và nếu như mà chị mua cái hàng 600 nghìn thì chắc bằng cái đồ chơi trẻ em, bằng cái đồ chơi điều khiển từ xa cũng không mắc hơn, mấy bộ Lego nó còn đắt hơn. Thế thì chị mang về cũng chỉ làm đồ chơi thôi, làm đồ chơi nó dọn không sạch, nó hút không sạch, nó lau không được thì chúng ta cũng không không thành ra là đắt đấy. Và có những người thì dùng dùng một hai tiếng để con nó chơi một lúc nó hỏng luôn, thì tính ra là một ngày 600 nghìn thì quá đắt đúng không ạ? Hoặc là 1 2 ngày mà 600 1 triệu thì quá đắt và không làm được việc thì cũng như không. Thế còn cô Chen thì như Thùy Liêm nói là robot yên tâm cứ dùng lên 10 năm nhé, mặc dù bảo hành 1 năm nhưng mà còn chăm sóc bảo trì đến đến suốt cái quá trình sử dụng cơ. Thế nên là chị cứ yên tâm. Thế và chị cứ lên mạng chị gõ chữ robot cu chen là 8881 hoặc là 9991, chị sẽ thấy cái giá của nó. Và giá của nó ở thế, có những người thì là bảo là chị ơi chị sao em thấy ở trên Shopee á nó phá giá, nó đăng thế này đăng thế kia thì làm sao em bán được. Thì khi khách bị như thế thì chúng ta chỉ cần gửi cái đường link của Cu Chen thôi, thì trên cái đường link đấy vào cái trang của Cu Chen chúng ta sẽ thấy được cái giá đúng. Và mọi người thấy rằng là thực ra thì ai cũng biết cái chuyện về giá, rất là có những chỗ là họ nhái rồi họ làm này làm kia. Thì bây giờ các chị mà mua ở trên đấy thì em không đảm bảo, còn mua của em thì em đảm bảo vì của em là chính hãng. Và của em là đây, chị nhìn giá ở trên trang website là như thế và ở đâu cũng là như thế. Các chị có thể gọi đến hotline của Cu Chen, gọi đến công ty Cu Chen hỏi thẳng về giá luôn, họ sẽ trả lời về cái giá đấy.
chứ các anh chị không. Còn nếu mà ở trên những cái chỗ kia là những chỗ không uy tín thì em không biết là cái đấy có đúng là của trên hay không. Đấy, thì em nói thẳng luôn như thế và đã xử lý về cái chuyện thương hiệu như vậy. Thường xuyên so sánh. À, so sánh nhé, so sánh này. Đây là những cái ảnh có sẵn trong điện thoại lưu luôn và để một cái file luôn. Là ai cần hỏi là gửi luôn. Ví dụ như họ hỏi về giá nhé, thì em sẽ không nói giá ngay đâu. Mà nói rằng là à, chị cứ tham khảo giá trị trước. Em đang bận một chút, em gửi cái này chị xem trước rồi có gì lát nữa em rảnh em gọi điện lại chị. Thực ra có những lúc đấy mình không phải là bận lắm, không phải bận lắm, nhưng hãy để cho người ta cái thời gian người ta tìm hiểu. Bởi vì đối với những cái hàng giá trị cao ấy thì là mình muốn là họ họ mà đang quan tâm đến giá thì phải để cho họ chững lại cái đã, họ chững lại cái đã để họ tìm hiểu cái giá trị của nó, chứ còn cái giá cả thì tính sau. Thế và khi mà đưa sang thì bắt đầu nếu như là người đã dùng rồi họ sẽ thấy cái này ồ đúng cái cũ của mình đây này, hoặc cái cũ của mình nó cũng na ná như thế này đây này, thế có phải là khó vệ sinh ngại này các thứ đấy. Thế còn cái này như này họ đã thấy rồi, cái lưới như thế này dễ rửa này, bộ lọc nhựa cao cấp xả nước vân vân. Đây là thì em tự tự làm. Thế còn sau đó gửi lên một cái video, video giới thiệu của Thùy Liêm, cả ép cả uống cả giới thiệu hết có chưa đến 5 phút, gửi luôn. Và đội nhóm của Thùy Liêm có những bạn là chưa quay được cái video đấy, lấy luôn video của Thùy Liêm vẫn chốt được. Mình chỉ các bạn như này thôi ạ. À, em chưa có thời gian để quay, nhưng mà chị này là chị quay, chị giới thiệu nên chị xem qua xem trước nhé, rồi có gì cần thiết thì chị hỏi em đó. Hoặc là nói là mình cũng không có cái khiếu nói nên là quay hay bị run, nên là đây có chị này chị giới thiệu rất là rõ ràng nên mọi người xem à, hoặc là anh chị xem tham khảo rồi có gì em sẽ tư vấn. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không cần có cái máy trong nhà, bởi vì người ta sẽ hỏi rất là nhiều. Đấy là cái phần gọi là phần gặp gỡ thôi, phần gọi mai mối thôi. Còn để mà chốt được thì lại phải chúng ta có thì chúng ta sẽ dễ chốt hơn. Thì khi chúng ta có thì sao, người ta sẽ hỏi, thường người ta hỏi thêm mua chưa, em dùng chưa, em thấy sao, thực tế sao. Hay nhiều khi nghe khác nói thì mình sẽ không tin tưởng vào đấy. Đây mọi người sẽ thấy này, so sánh này, cái lưới như thế này thì làm sao mà vệ sinh cho nó sạch được, nhưng mà cái lưới nó thưa như này, xả nước một cái, khoang chứa như này, mix được nhiều thứ, hay là dao ép như này đấy. Còn để mà bán máy ép chậm thì lại cả một cái gọi là một cái buổi thì Liêm mà nói máy ép chậm nó thành này đây. Thế còn máy rửa chén, cách sau 1 tháng mọi người thấy nhà thì Liêm dùng này, từ một cái chảo như thế này, đây là ngày đấy là còn chưa có chảo Kuchen, nhưng bây giờ đổi hết thành kim cương rồi, đổi hết thành 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 gọi là bộ nồi kim cương với chảo Hàn Quốc hết rồi, bộ chảo kim cương nữa. Đây mọi người thấy này, nó sáng dần ra như này. Nếu mà nói về máy rửa chén nhá, thì nếu mà nói về 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 tất cả những thứ khác, mọi người có thể nói rằng cái máy chạy bằng cơm tốt hơn, nhưng mà riêng máy rửa chén, cái máy chạy bằng cơm thua xa, không ngờ làm được. Chúng ta không thể làm cho nó sạch và nó bóng, nó sạch bong kim kít và nó bóng như là cái bát, nó bóng như mới, nó làm mới cái bạn. Các anh chị có đánh có chà chỉ làm xước cái men, chứ không thể nào làm sạch được như là cái máy rửa chén đâu, nó sạch lắm, nó cảm giác an toàn và ăn uống cảm thấy ngon hơn ấy. Ví dụ chúng ta có thể đầu tư thức ăn sạch, chúng ta có thể đầu tư nước uống sạch, lọc nước các kiểu, nhưng mà nồi niêu xoong chảo bát đĩa lại không sạch, hay là không khí của chúng ta không sạch thì cũng cũng rất là tiếc, nó không đồng bộ, nó rất là lãng phí. Hôm nọ thì Liêm có review cái máy lọc không khí. Thực sự là mọi người nghĩ rằng cái máy lọc không khí khó nhận biết, nhưng thực ra nó dễ nhận biết lắm, bởi vì là lúc đầu mình mua về mình cũng chả biết review như nào, chỉ biết là thấy nó lọc thôi. Thế nhưng mà khi mà review nó thì đấy là, tức là một hôm là một cái bạn cùng phòng, bạn ấy gọi là đi nhậu về, bạn ấy thở một cái là thấy cái đèn nó chuyển sang màu đỏ và bắt đầu là nó bật cái chế độ là mạnh nhất để nó lọc. Tự giống như là mọi các bạn nhỏ ở nhà gọi là nó kêu ầm ĩ lên đấy. Thế thế thì lúc đó là và một lúc sau thì nó lại trở về trạng thái bình thường, lại đèn xanh và không còn nghe thấy cái mùi nữa. Không còn nghe thấy mùi, nhưng đương nhiên là cái nguyên nhân gây mùi phải đưa ra ngoài phòng.
thì nó mới không còn cái đó, nhưng mà trong không khí nó không còn nữa, thì mọi người mới thấy rằng là chúng hàng ngày chúng ta hít phải những cái gì đấy nó độc hại như nào, và nó lọc tới cả, nó lọc được cả vi vi khuẩn nữa, tức là cái màng nano của nó nhỏ đến nỗi nó lọc được cả như thế, thì tại sao chúng ta không không có một cái bầu không khí trong lành, nhất là ô nhiễm bụi mịn bây giờ đang rất là lớn như vậy. Thế thì cô chen tốt thì ai cũng biết rồi, nhưng mà thường xuyên là bị từ chối vì giá, bởi vì chúng ta chưa đủ kiến thức để chúng ta chốt khách, chúng ta chưa đủ tình yêu để chúng ta lan tỏa với khách. Mà như thầy Liêm đã nói, tình yêu giống như là ngọn lửa, dễ lan tỏa nhưng khó giảm hờ. Nếu mà nói thật là nói dễ nhất, nói thật là không cần giấy tờ gì đâu, và nói lần nào cũng như lần nào nó cũng bao giờ nó sai được, nó không phải học thuộc, không phải gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà nói xạo ấy, hoặc là nghe người khác nói để chúng ta bắt chước ấy, thì chúng ta khó hơn. Giống như là lửa mà chúng ta bắt chước gần giống như thế, nhưng mà nó cũng không thể nóng được, nó không có nhiệt độ, và nó không thể làm cháy những thứ xung quanh được, bởi vì nó không phải là lửa. Đấy, tình yêu cũng thế thôi, nên lan tỏa không được, bởi vì nó không phải là tình yêu. Thì xử lý từ chối như thế nào? Không chỉ với Guchen mà với tất cả những cái mặt hàng mà chúng ta bán, thì xử lý từ chối đều như thế này, đều như thế này nhé. Thì Liêm đều đều làm như thế, và thấy cũng hiệu quả. Và thậm chí có những người sau khi được xử lý từ chối thì họ đã gọi là quay xe đấy 180 độ, và trở nên yêu thích Guchen và trung thành với mình đến nỗi mà cần cái gì là nói với mình là có cái đấy không, và mình nói không có thì mới đi ra ngoài mua, chứ còn nếu mà mình nói là sắp có thôi là lâu mấy cũng đợi, lâu mấy cũng đợi. Yêu rồi nó thế đấy, bán cả thế giới chứ chả riêng mình Guchen đấy. Và khi mà đã bán được Guchen rồi, rất dễ chuyển đổi sang các cái line hàng thực phẩm chức năng và các line hàng khác, bởi vì khách hàng đã tin tưởng rồi, đã yêu rồi, và những cái khách hàng mua Guchen là đã được mình thuyết phục rồi, là những người khó tính nhất rồi, cái level nó cao rồi, nên là chuyển đổi qua nó dễ, là cái gì cũng có thể bán được. Đầu tiên ấy là chúng ta phải bình tĩnh kiềm chế cảm xúc, mấy sáu chữ thôi, nhưng nó không đơn giản như thế thôi đâu, bởi vì là bình tĩnh là một kỹ năng chúng ta phải rèn luyện, kiềm chế cảm xúc là một kỹ năng chúng ta phải rèn luyện, chứ không phải tự nhiên mà bình tĩnh mà kiềm chế được đâu, thì chắc chắn là trên đời sẽ không có tòa án, sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra, đúng không ạ? Nhưng mà bán hàng chúng ta nên làm việc đó, chúng ta phải làm việc đó, chúng ta rèn luyện được việc đó, có cơ hội để rèn luyện được đó. Chúng ta bình tĩnh mới lắng nghe, lắng nghe cũng lại là một kỹ năng, lắng nghe người khác nói, kể cả trong mọi mối quan hệ nhé, không phải riêng bán hàng, lắng nghe bình tĩnh đều là kỹ năng cần phải rèn luyện. Nghe thì để biết là người ta chê cái gì, người ta không ưng ở điểm nào. Nếu người ta chê giá thì chúng ta xử lý về giá, nếu người ta chê về cái nọ cái kia chúng ta sẽ xử lý về cái nọ cái kia. Thế nhưng mà để xử lý thì cũng vẫn phải nghe, kể cả giá. Thế ví dụ bảo là ôi cao thế chị không mua đâu, thế thôi luôn à? Vợ em nghe rồi, khách hàng nói là giá cao không mua, nhưng em mới xử lý nào? Thì lúc đấy chúng ta lại phải hỏi thì mới có cái người ta nói thì mới lại nghe. Thế chị muốn mua giá bao nhiêu, chị đã tham khảo những hãng nào rồi, giá như thế nào để em tiếp tục được tư vấn cho chị đấy, chị mong muốn giá như thế nào, chị còn không ưng ở điểm nào không, chị thích cái máy như thế nào. Thế nếu mà họ nói tiếp là chị đang thích cái độ khoảng 5-6 triệu thôi, con robot khoảng 5-6 triệu thôi, máy chậm khoảng 5-6 triệu hoặc 3-4 triệu thôi, hoặc là thậm chí là 1-2 triệu thôi, chứ chị không nghĩ nó mắc như thế đâu, thế thì chị đã biết cái nào mà cỡ đấy chưa, chị có thể chụp cho em xem được không, hoặc là chị có thể nhắn cho em cái tên em tìm hiểu giúp chị đấy. Chúng ta cứ hỏi như thế và tiếp tục xử lý từ chối tiếp, thế sau đó thì mới tìm hiểu lý do rồi rồi chúng ta lại kể chuyện, lại so sánh, em đã từng dùng cái máy như thế, hoặc em có chị bạn đã dùng cái máy như này như kia, cái chuyện gì chúng ta biết thì chúng ta kể, chứ không phải là bịa ra, đừng có cố cố đấm ăn xôi là không được đâu, xôi không có dễ ăn thế đâu đấy. Thế rồi chúng ta so sánh, nhưng mà cái đó nó như thế này, nhưng mà còn nếu chúng ta bảo, ví dụ như có bạn hỏi chị Liêm là chị có biết cái máy ép chậm gì gì đấy không, khách của em đang bảo thích cái máy đấy mà em không biết nó để mà so sánh. Thì mình đừng, không phải cái máy nào mình cũng biết, mình không thể nào biết hết tất cả các máy, thì mình làm gì ạ? Mình hỏi người ta, thế chị thích cái máy này là
là chị thấy là nó là cái máy như thế nào, nó bảo hành bao nhiêu lâu, nó sản xuất ở đâu, rồi có bảo hành chính hãng hay không chính hãng, thì khách trả lời như thế nào thì chúng ta lựa theo khách để chúng ta nói. Ví dụ bảo là bảo hành chính hãng chẳng hạn, thì là nếu người ta có biết về chính hãng hoặc không, chị cũng không biết là chính hãng hay là không chính hãng, hay là nó là hàng xách tay hay là hàng nội địa đấy, mình phải nắm được những cái key đấy để mình hỏi. Thì người ta bảo chị nghĩ là như nó là hàng xách tay đấy, thế thì em biết về hàng xách tay chị, hàng xách tay là bảo hành chúng ta phải mang sang bên đấy bảo hành chứ không có bảo hành ở Việt Nam. Còn hoặc là bảo hành không chính hãng, tức là họ sẽ thay một cái tương tự như thế, hoặc là ví dụ như máy ép chậm của cái gì gì đấy, nó cũng gần giống cái máy ép chậm của trên, nhưng mà rõ ràng cái bảo hành là phải mang sang Hàn Quốc để bảo hành, mà nó chỉ bảo hành cho mình cái gì ạ, nó chỉ bảo hành cho mình cái thân máy thôi, mà cái thân máy đấy chẳng bao giờ hỏng đâu. Của cô Trang cũng thế, chủ yếu là mọi người hay đánh rơi đánh vỡ hay là những cái gì đấy thôi, mà những cái đấy thì cô Trang có hay thích linh kiện cho anh chị thay thế, và ngay cả hết thời gian bảo hành 15 năm sau vẫn còn anh Lâm nói như vậy, nhưng mọi người cứ yên tâm. Nhưng mà mình cũng nói với khách như thế là cứ yên tâm mà dùng thôi, và thực sự là như thế. Mà Thùy Liêm bán tới 54 cái thì chưa thấy ai bị gì, chưa phải bảo hành gì hết, cùng lắm thì đánh mất cái lẫy màu cam thì mua lại thôi, 100.000 là xong, mua sẵn một vốc ở nhà rồi, ai cần cái cho luôn. Thế thế cứ liên tục như thế, và sau đó thì chúng ta sẽ giải tỏa những cái băn khoăn đấy của khách, rồi chúng ta chia nhỏ ra cái bài toán chia nhỏ. Thì anh chị học về xử lý từ chối rất là nhiều rồi, tức là ví dụ như bảo hành 2 năm thì chia nhỏ ra trong 2 năm đấy thì là cái giá của nó là một ngày là bao nhiêu, rồi chia nhỏ cho số người trong gia đình nữa. Đấy, nên là máy ép chậm bảo hành tới 10 năm thì so sánh giữa cái bảo hành 2 năm giá nó khác đúng rồi, cái bảo hành 10 năm giá nó khác, và chia nhỏ cho số người trong gia đình mới tính ra. Nếu ví dụ như nước ép thì mỗi người hết 1.000 một ngày, cũng thậm chí còn rẻ hơn, thế nhưng mà cái giá trị thì rất là nhiều. Trong khi đó bình thường chúng ta mua tới ít nhất là phải 2 mấy nghìn, 3 mấy nghìn, đấy là loại chả ra gì, còn loại mắc tiền loại ngon ở những cái chỗ mà gọi là có thương hiệu thì cũng phải 50, 70, thậm chí là hơn 100.000 nếu chúng ta vào nhà hàng đấy. Rõ ràng là chúng ta thấy nên là dùng hàng xịn mới là rẻ, còn chưa nói đến là dùng hàng nó gần như thế nhưng mà xách tay nhá, xong rồi đến lúc không có gì thay thế lại bỏ, thế là một đống lỉnh kỉnh ở nhà phải bỏ hết đi, nên là nó khó khăn rồi đấy. Còn hàng nội địa là hàng người ta dùng rồi xong mình dùng lại thì lại còn khó khăn hơn, một là không bảo hành, hai là người ta đã xài mòn đi rồi mà chúng ta dùng như máy lọc không khí, cái màng của nó không còn lọc được không khí nữa đâu bà, người ta bán cho mình thì lúc đấy còn cái giá trị gì đâu. Test cái thấy ngay, lấy cái lọ nước hoa hay cái xịt không khí xịt vào bên cạnh cái đầu vào ấy, cái đầu hút vào ấy là thấy, là xem nó lọc như thế nào, để biết ngay xem bao nhiêu lâu thì nó lọc xong nó có phản ứng gì không, chúng ta biết liền. Nhưng mà có những khách mình nói thế nào họ vẫn cứ từ chối, thì chúng ta vẫn vui vẻ chấp nhận và vẫn chăm sóc. Như Thùy Liêm có chị là chị mua máy xong rồi chị không không biết sử dụng cái máy đấy, chị hỏi mình nhưng máy đấy không phải là máy nhà mình nên là mình không biết, thì mình cũng vẫn cứ cố gắng tìm hiểu để xem, để hướng dẫn cho người ta. Thì người ta lại mua cái khác, bảo thôi để mua cái của cô ấy, cô ấy còn hướng dẫn được, chứ bây giờ mua cái này cũng làm khó cho cô ấy. Và người ta quý mình rồi. Đấy, để như thế. Và có những cái ví dụ như chị bị kẹt bã của một cái máy ép khác, hoặc là mình thực sự không biết là cái máy đấy, nhưng mà chị thử làm thế này, chị thử làm thế kia, thậm chí là cái chị đấy là mình sang mình cậy hộ chị luôn, nhà gần. Thế xong rồi đến hồi chị thấy lằng nhằng quá, xong là đây cái của nhà em thì không phải như này đâu, cái nhà em thì nhẹ lắm chứ nó không khó khăn như này, hai chị em loay hoay mãi. Cuối cùng chị bảo cậy được ra rồi, thế xong chị bảo thôi em mua cho chị cái máy nhà chị thì cái này chắc chị cho về quê. Thế là bán cái máy đấy cho chị luôn, là cái máy chính là cái máy máy quà tặng của cô Chen, là chị Liên bán như thế đấy, trong cái tình huống đấy, cái máy mà năm ngoái là được giải ba tốc chiến của Droppy, được tặng cái máy ép chậm màu sáng. Và khi mà Thùy Liêm gỡ hộ cái chị bạn, cái chị đồng nghiệp cũ cái máy đấy, cái máy khác sang gỡ, thật sự mình có tài năng gì đâu, có sức khỏe gì đâu, nhưng mà chẳng qua là nhiệt tình thôi để xem cái máy đấy nó như thế nào, nó khó như thế, và cũng là cơ hội để giới thiệu cái máy khác. Và sau đó chị bảo thôi mang luôn cho chị, thế nhà có sẵn, và tí sang chở chở luôn, thế là về lấy cho luôn đấy. Mọi người mới thấy rằng là
là nó bán hàng, là nó nhẹ nhàng như hơi thở là như thế, vì trong đầu của mình luôn luôn nghĩ đến nó và luôn luôn chuẩn bị sẵn các cái tình huống. Và khi chúng ta chấp nhận cái sự từ chối đấy thì chúng ta vui vẻ lắm và vẫn chăm sóc, vẫn gửi công thức, vẫn các thứ. Nhưng mà chúng ta cảm ơn từ từ tấm lòng nhé, chứ không phải là cảm ơn giống như là vuốt đuôi thôi. Và là bực mình lắm cái bà này, mình tư vấn như thế rồi mà cuối cùng không mua, tức quá, ghét. Để cảm ơn cho có, không phải đâu, cảm ơn người ta bởi vì người ta đã quan tâm, người ta đã hỏi mình, đấy là phải cảm ơn rồi. Người ta mua hay không mua đấy là chuyện của người ta, nhưng mà cảm ơn bởi vì khi người ta chê thì mình mới biết được là khách hàng thường nghĩ đến cái gì, để mình chuẩn bị sẵn những cái gọi là súng đạn đấy, những cái câu trả lời. Và sau này những cái người về sau mà chê về cái đấy nữa thì không có cửa với mình nữa đâu, bởi vì mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã xử lý được rồi. Thế nên cảm ơn cái sự từ chối đó. Và cứ mỗi lần như thế thì chúng ta lại tích lũy kinh nghiệm, lại có những cái cơ hội mới và chúng ta lại chốt. Thì khi mà Thùy Liêm cũng kể thêm là khi mà Thùy Liêm học về biên đạo múa, trước đây là hay kiếm tiền bằng cái nghề là dàn dựng múa. Thì khi mà học về biên đạo múa thì Thùy Liêm thấy rằng là múa là một cái loại hình nghệ thuật tổng hợp của tất cả các loại hình nghệ thuật khác. Trong đấy là có cả điện ảnh, có cả mỹ thuật, có cả kiến trúc, có cả văn học nghệ thuật, vân vân. Thì bán hàng, kinh doanh online thì Liêm thấy là tổng hợp, tích hợp liên môn của tất cả các môn học. Mọi người thấy có cả khoa học tự nhiên, có cả khoa học xã hội, có cả tâm lý học, có cả giáo dục học, có tất cả mọi thứ ở trong này, có cả quản lý nữa. Và ví dụ như là tự nhiên, ví dụ mọi người học về máy móc, phải hiểu về vật lý, phải hiểu về hóa học và tất cả mọi thứ. Rồi mọi người được rèn luyện rất nhiều kỹ năng, đó là tổng hợp của tất cả các kỹ năng mềm mà mọi người thấy. Nên là vì sao mà Thế Liêm yêu yêu cái công việc này thế, mặc dù rất là bận rộn và cũng chẳng có cái áp lực gì đến nỗi mà gọi là nỗi đau ấy. Mọi người hay nói về nỗi đau, chẳng có nỗi đau gì. Thế nhưng mà vẫn cứ đam mê, bởi vì sao? Bởi vì mình thấy nó là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà bán hàng online ấy. Đó là tổng hợp của tất cả những cái kỹ năng, kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nó là một cái, và ở Dropy đúng là một cái trường đại học tuyệt vời. Bởi vì vào đây là mọi người đấy, nãy giờ cũng 200 mấy người vẫn cứ nghe, không cần phải điểm danh, không cần phải gì hết, và vẫn cứ ở đây với Thùy Liêm. Và đấy là một cái sự cảm ơn. Thì thời gian không còn nhiều, Thùy Liêm xin dừng cái phần chia sẻ về bán hàng Cochen ở đây, để những anh chị khi mà chúng ta chưa bắt đầu thì hãy bắt đầu bằng sản phẩm phễu, mà chúng ta đã bắt đầu rồi nhưng chưa thành công thì chúng ta hãy quan tâm đến sự xử lý từ chối. Và cần gì nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi những cái buổi Zoom tiếp theo của cô Trên, thì các anh chị sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái kiến thức để chúng ta tiếp tục. Thế còn Thùy Liêm sẽ xin chia sẻ với các anh chị về những cái khuyến mại trong cái tháng 5. Lẽ ra là cái này thì chị Anh Đào sẽ chia sẻ cùng mọi người. Tuy nhiên thì là hôm nay khai trương cái showroom ở ở Hà Tĩnh nên các anh chị đã đi từ sớm rồi. Ở Bình Phước chắc là mọi người cũng đã chuẩn bị dọn dịch rồi. Ngày hôm nay là một ngày rất vui của cô Chen, và chúng ta cũng sẽ chờ đợi những cái khuyến mại. Đây, máy ép chậm đang đang rất là làm mưa làm gió. Với cái khuyến mại là gì ạ? Mua một máy ép chậm thì chúng ta sẽ được mua một cái voucher, chúng ta sẽ có một cái voucher là được mua cái nồi chiên không dầu kết hợp hấp với giá 2 triệu đồng. Lẽ ra chúng ta phải mua với giá là 6 triệu 990 nghìn, gọi cho là 7 triệu đi. Thì chúng ta đã chỉ mua với giá 2 triệu, tức là tiết kiệm được 5 triệu. Có những bạn thì chúng ta đã có cái nồi này rồi. Thì chúng ta có thể chúng ta có thể đổi lấy hai cái máy xay đa năng ấy. Hoặc là chúng ta có thể liên hệ với hotline để được hướng dẫn về cái chuyện là chúng ta đổi quà như thế nào. Máy xay thịt đấy ạ. Thì khi mà chúng ta mua hai máy xay thịt thì máy xay đa năng ấy, chứ không phải xay mỗi thịt đâu, xay đủ thứ luôn, thì chúng ta sẽ được hai cái lưỡi silicone, hai cái trong chóng này, để chúng ta có thể là làm chà bông rồi bóc hành bóc tỏi để cho vào. Thế cái này là chức năng riêng có của cô Chen, các anh chị có thể mua những cái thứ đắt hơn, những cái máy đắt hơn, nhưng mà để mà có thêm một cái trong chóng silicone, cái lưỡi dao silicone này,
Và lưu ý với các anh chị là khi dùng cái lưỡi dao này, chúng ta khi mà chúng ta làm chả bông chẳng hạn, mọi người cũng nôn là làm luôn, mà khi mà thịt nó vẫn còn nóng thì nó sẽ làm hỏng cái đầu này nhá. Có những người đã bị đứt thì chúng ta nhớ là để nó nguội đã rồi chúng ta hãy đánh nó ra, làm chả bông rồi khô gà khô bò thứ đấy. Ở đây là cái khuyến mại về nồi chiên không dầu, thì mua nồi chiên không dầu chúng ta sẽ được được tặng cái máy xay thịt, cái máy xay đa năng này. Nhớ là chỉ có hai cái nồi nồi chiên không dầu này thôi, chứ cái nồi chiên kết hợp hấp thì chúng ta không có cái khuyến mại này nha các anh chị. Còn đây là cái máy sữa hạt. Máy sữa hạt thì chúng ta được tặng cái chảo này. Cái chảo này trị giá của nó là 1,5 triệu. Các anh chị thấy rằng là chưa bao giờ, thực ra trong năm ấy là chúng ta sẽ có hai cái đợt ưu đãi nhất, và cái đợt ưu đãi lớn nhất là chính là mùa tốc chiến, để tạo điều kiện cho anh chị tốc chiến, để tạo cho những anh chị bứt phá và về đích. Nên là trong cái tháng 5 và đến hết 30 tháng 6 là cái khuyến mại của Vucen rất là nhiều. Nếu chúng ta không tận dụng cái cơ hội này thì có lẽ về sau chúng ta cũng khó có cái khuyến mại nào cao hơn. Và chúng ta hãy nói với khách hàng như vậy. Đấy là cái dự báo về cơ hội đấy. Và các anh chị nhớ rằng là như này. Khi mà chúng ta thấy là đến 30 tháng 6, nhưng có thể trước 30 tháng 6 hết quà khuyến mại thì người ta cũng ngưng chương trình. Nên là vì sao mà người ta cứ nói là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy. Nếu mà đằng nào cũng mua, đằng nào cũng dùng thì mua sớm, dùng sớm, bán được sớm, bán được nhiều, chia sẻ được nhiều, review được nhiều. Nên là quyết đoán lên, chẳng có việc gì phải chần chừ. Nếu chúng ta định thì chúng ta hãy làm. Mục tiêu ở đâu thì chúng ta càng bắt đầu sớm thì càng thành công sớm thôi. Đối với đại lý Dropy, chúng ta mua, chúng ta dùng và chúng ta lan tỏa. Nên là nhiều khi là các anh chị bảo là thôi để gần đến lúc đấy xem có cái khuyến mại gì khác không, hoặc đợi đến tháng 7 cứ như thế và chúng ta sẽ không có được cái ưu đãi lại tiếc. Bảo thôi chết rồi, bây giờ lại không có cái ưu đãi bằng như thế, hoặc là hết mất quà rồi, mình muốn mua mình chỉ chưa kịp mua, vân vân. Đừng để những cái đáng tiếc đấy, thì ngay ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác Hồ, chúng ta cũng kỷ niệm luôn một cái ngày ý nghĩa, một ngày mùng 1, chúng ta mở hàng cho chúng ta luôn bằng một sản phẩm Vucen, bằng một sản phẩm phễu hoặc là một sản phẩm chiến lược, và chúng ta hãy hãy chiến đấu. Chúng ta còn tới 10 tuần nữa, còn tới gần 10 tuần nữa để kết thúc cái mùa tốc chiến, tức là chặng đường dài vẫn đang ở phía trước, nên là chúng ta hãy bắt đầu và tăng tốc đi ạ. Máy rửa chén là khuyến mại cái nồi chiên này, thì chính là năm ngoái ngày đầu tiên khuyến mại máy rửa chén tặng nồi chiên không dầu thì Liêm bán cái ngày hôm đấy là 3 máy rửa chén và một máy giặt sấy với doanh số hơn 120 triệu là nhờ cái khuyến mại này. Tức là người ta cứ hỏi mãi người ta không mua, nhưng mà Thùy Liêm chỉ cần gọi điện thông báo là à, hôm nay là có khuyến mại mua máy rửa chén tặng cái nồi chiên này trị giá 5 triệu tư và mua đi, bởi vì có thể là ngày mai, nếu ngày mai hoặc ngày kia không biết được như thế nào, nó còn khuyến mại thời gian có thể đến 30 tháng 6 nhưng nó hết quà rồi thì cũng phí, cũng tiếc, và lúc đấy chúng ta phải đợi rất là lâu nữa và không biết đến chừng nào mới lại có những cái khuyến mại, và lớn lắm thì cũng chỉ đến thế thôi chứ không lớn hơn được đâu. Nên là thôi mua sớm dùng sớm, sớm sớm hạnh phúc sớm, nhàn sớm, và đối với đại lý thì lại chia sẻ được sớm, review được sớm và bán được sớm. Mua nồi cơm điện cao tần tách đường thì được tặng cái máy xay đa năng. Như vậy chúng ta đã tiết kiệm được 1,2 triệu rồi, cộng với chiết khấu nữa, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn nếu đối với các khách hàng thì họ đã có thêm một sản phẩm nữa và họ sẽ có thêm một tình yêu với Vucen nữa, nên là không có lý do gì chúng ta không chia sẻ và không bán. Mua bộ nồi inox được tặng một cái bếp từ đơn, đây cũng là một cái khuyến mại rất là tuyệt vời. Mua máy lọc không khí được tặng bàn chải điện trị giá 1,850,000. Mua máy giặt được tặng cái nồi chiên 5,4 triệu. Cái này thì Liêm mới bán tuần trước, cũng là nhờ cái khuyến mại này, nên anh chị hãy tận dụng. Mua bếp từ mua những cái mã mua mua bếp từ này, đây bếp từ 228 và bếp từ 338 thì chúng ta được tặng cái bộ nồi kim cương này. Nên là khách mà mua bếp từ mà chê về kén nồi ấy, thì các anh chị phải chốt ngay, em tặng luôn các anh chị bộ nồi, mà bộ nồi này đắt tiền, bộ nồi này 6,9 triệu, phủ kim cương, chưa bao giờ lời như thế.
Anh chị cứ chốt đi và được tặng luôn bộ nồi này. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Chốt luôn. Bởi vì khỏi phải chê kén nồi. Mình tặng luôn nồi rồi còn không phải lo kén. Mà một bộ nồi xịn nhất thế giới. Bộ nồi phủ kim cương. Tự nhiên. Và chống dính hai mặt luôn. Đấy. À, Thùy Liêm cũng xin kết thúc cái phần chia sẻ của mình về kinh nghiệm bán cu chen trong mùa tốc chiến, cũng như là về cái những cái khuyến mại trong cái đợt này. Chúc anh chị có một cái tháng mới, hôm nay là ngày mùng 1, nhiều may mắn, tăng tốc và có nhiều đơn hàng cu chen. Bởi vì thực ra đơn hàng cu chen càng nhiều càng tốt, bởi vì có nhiều thì sẽ bán được nhiều. Và các anh chị hãy hãy xây ước mơ cho mình, hãy nuôi ước mơ cho mình là tất cả đồ gia dụng của mình là đồ cu chen. Muốn có như vậy thì phải bán cu chen thì mới có tiền để chúng ta sắm tiếp cu chen, đúng không ạ? Và cái ước mơ đấy của mình thì hãy gieo gieo cái ước mơ đấy cho khách của mình, để khách của mình cũng có ước mơ rằng là có cái mong muốn rằng là cứ sắm dần. Và khi mà họ có tiền thì họ sẽ nghĩ ngay đến chuyện là sẽ sắm cái gì của cu chen. Và họ chưa có tiền, họ nghĩ sẽ nghĩ là nếu mình có mình sẽ mua cái gì. Đấy là thuyết khách của Thùy Liêm, là Thùy Liêm hướng như thế. Và dần dần họ thay thế hết những cái đồ gia dụng trong gia đình mình bằng bằng đồ cu chen, và mình chăm sóc tốt, nên là dù có nhiều người bán đến cỡ nào thì đầu tiên họ nghĩ đến là mình, bởi vì họ đã thích mình, đã yêu mình, họ thấy mình chăm sóc quá tuyệt vời. Còn tất cả chúng ta thì chắc chắn là đều thích cu chen rồi, ai vào đây cũng thích bán cu chen rồi. Hãy đã thích rồi thì hãy yêu đi, đã yêu rồi thì tiếp tục yêu nữa, cháy lên và hãy lan tỏa tình yêu đấy. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, xin trân trọng kính chào và xin nhường lại Zoom cho em Tấn Hòa. Vâng, cảm ơn chị Thùy Liêm rất là nhiều. Mọi người ơi, hãy thả thật nhiều bông thật nhiều hoa để gửi những cái lời cảm ơn đến chị Thùy Liêm sáng nay đi ạ. Mọi người thấy chị Liêm chia sẻ như thế nào ạ? Quá là hay đúng mọi người. Mỗi lần mà Hòa nghe chị Thùy Liêm chia sẻ là Hòa nổi hết da gà luôn mọi người. Bán quá là siêu, và cái tình yêu của chị Liêm không không những là cái tình yêu về sản phẩm mà một cái gọi là tình yêu mãnh liệt luôn mọi người. Gọi là nàng thơ mà yêu cu chen rất là nhiều. Đó, yêu rất là say đắm, làm là cả làm chị Liêm còn vẽ tranh tặng cu chen nè. Rồi còn làm thơ, rất là nhiều bài thơ về những cái sản phẩm của Chen luôn đó. Mọi người phải yêu như vậy thì mọi người mới bán được nhiều, và chị thì Liêm gọi là một cái gọi là một đại sứ của Chen là mọi người đấy, rất là yêu Chen. Và chia sẻ mỗi lần mà chị Liêm chia sẻ thì hòa nổi hết da gà luôn mọi người đó, và rất là ngưỡng mộ chị thì Liêm. Mọi người chúng ta hãy thả thật nhiều bông thật nhiều hoa để gửi những cái lời cảm ơn đến chị Liêm đã chia sẻ kinh nghiệm cho chúng ta sáng nay, cũng như là mọi người hãy follow Facebook của chị thì Liêm nha, để hòa gửi cái book của chị Liêm để mọi người follow, mọi người theo dõi cái cách mà chị Liêm làm như thế nào để mình có những cái kết quả như ngày hôm nay đó. Giờ mình phải thật sự là mình phải yêu cái sản phẩm, và mình phải yêu cái công việc của Robby, và mình thứ nhất là mình phải tin tưởng công ty nè, thứ hai là chúng ta phải yêu sản phẩm, và thứ ba là mình phải yêu bản thân mình, tin tưởng vào bản thân của mình đấy. Em gửi cái book của chị Thùy Liêm vào trong khung chat đó, các anh chị mình follow theo để mình chị Liêm có rất là nhiều hình ảnh đẹp và những cái câu thơ cũng như là những cái bài về sản phẩm của Chen á, thì mọi người hãy hãy follow để mà chúng ta có thể mình học hỏi, hoặc là mình có thể sao chép copy gì đó để mình có được những cái tình yêu giống như chị, để mình có được những doanh số kết quả như ngày hôm nay các chị đó. Cảm ơn chị Liêm rất là nhiều đó. Thì với lại chúng ta hãy tận dụng những cái chương trình khuyến mãi của Cochin tháng 5 này các chị, thì rất là nhiều khuyến mãi để mà chúng ta chạy cái mùa tốc chiến này đó. Thì mà chị Liêm mới bán nay chỉ có 19, đây là nếu tính đến ngày hôm qua là ngày 18 thì là chưa chưa được 20 ngày mà chị Liêm đã được doanh số là cái hoa hồng là 30 triệu rồi. Nó là rất là siêu mọi người, mà một tháng làm mình được 30 triệu vậy là mình rất là vui rồi. Nhưng mà nó là một số đơn là chưa chưa có hoàn thành đó. Nếu mà tính hết đó thì nó chỉ là những cái đơn chỉ mới nửa tháng thôi. Nó thường chị Liêm bán rất là nhiều, có tháng cả 100 triệu tiền hoa hồng của mọi người. Đó, cho nên là mọi người nếu mà chúng ta đi mạnh những cái hàng của trên đó, thứ nhất là mình cái hoa hồng mình cao, thứ hai mình có điểm và mình rất là dễ mình lên sao, cho nên các anh chị mình hãy tận dụng các chương trình khuyến mãi cũng như là chúng ta lựa chọn cái mục tiêu cho mình nó cụ thể để mình đặt cái mục tiêu, mình phải có cái mục tiêu thì mình mới làm mới hiệu quả được đó. Ok, thì em cảm ơn tất cả anh chị đã ở tới cuối cuối Zoom ngày hôm nay nhé. Thì em chúc cho tất cả anh chị ta có một cái mùa tốc chiến thật là được rỡ thành công nha. Thì bây giờ mọi người hãy cùng mở mic lên để mà gửi lời cảm ơn đến chị Thị Liêm nha. Em
Cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Chị mở mic rồi đó, các anh chị mình bật mic lên để chào chào chị Liên cũng như là chúc cho chị nhiều sức khỏe hơn để cùng lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp với anh chị nhé. Xin chào cả nhà. Chào mọi người, cảm ơn chị Liên. Một ngày mới tràn đầy và báo đáp chị Liên chia sẻ rất là cảm ơn ban tổ chức nha, cảm ơn chị Liên cả nhà ngày mới năng lượng và báo đáp. Cảm ơn Tấn Hòa. Xin chào và chúc cả nhà mình tháng mới ngày mới báo đáp. Chào cả nhà. Ban tổ chức cảm ơn chị Liên đã. Đấy.